야, 짠. 짠, 짠. 여행인데, 와. Mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với channel của Sophie. Đầu tiên thì Sophie hy vọng là mọi người đã có một mùa Giáng sinh thật vui vẻ và cũng chúc mọi người năm mới thật là nhiều niềm vui và sẽ gặp được nhiều may mắn thuận lợi trong những gì mà mọi người đang muốn đạt được. Video hôm nay là video đầu tiên mà Sophie làm trên channel này, đó chính là unboxing haul. Đây là những cái đồ mà Sophie đã đặt mua lúc mà sau Giáng sinh, thì tuần vừa rồi nó đã tới, cho nên Sophie để dành để quay được cái video mở cùng một lượt lên cho mọi người xem. Bây giờ nhìn lại thì thấy Sophie mua khá là nhiều đồ và còn một bao rất là to như đây nữa. Trong những cái món này thì đa số là Sophie mua, nhưng mà cũng có một số cái là của các công ty gửi tới cho Sophie. Thì bây giờ Sophie sẽ unbox chung với mọi người xem là trong đây có những gì. Thật ra thì tôi rất là thích xem những cái video unboxing như thế này, giống như là kiểu khi mà thấy người ta mở ra thì cũng có cảm giác là mình đang đi shopping luôn. Những đồ này thì bao gồm cả đồ make up, skin care, quần áo tất nhiên rồi, và một số đồ linh tinh khác mà Sophie không nhớ nữa. Cho nên là nếu mọi người tò mò muốn biết trong những cái hộp này là Sophie đã mua những đồ gì thì hãy xem tiếp video này nhé. Hôm nay thì Sophie đã chuẩn bị một cái kéo bự cho nó dễ cắt. Đầu tiên thì chắc là Sophie sẽ bắt đầu với cái món nhỏ nhỏ này trước. Mở nó ghi là cái dòng. Đây là đồ đến từ cái hiệu tên là Sofiel. Đây là một cái trang web bán đồ trang sức, dạng như là vòng tay, dây chuyền, không biết có nhẫn không, tôi nghĩ là có. Cái concept của họ gần giống như là Pandora, thì họ có liên lạc và tặng cho Sophie một số đồ. Sophie cũng không nhớ là Sophie đặt cái gì nữa. Đầu tiên là mở ra nó sẽ như thế này, sau đó là có một cái tờ certificate là những trang sức của họ được làm bằng sterling silver, là một cái chất liệu giống như là của Pandora. Giờ Sophie sẽ mở cái này ra. Sophie có nhớ là hình như Sophie đặt một cái vòng và một cái vòng cổ. Đỏ, một cái bao bằng nhung vải velvet và có cái dây màu đỏ màu hồng như thế này. Sao rớt xuống lắm nhỉ. Và đằng trước thì có ghi là Sofiel. Đây là cái dây chuyền của Sophie. Sophie thấy cái trang web này nó có bán rất là nhiều vòng charm giống như là Pandora, nhưng mà ngoài ra nó cũng có một cái đặc biệt là nó có đặt personalize là cái vòng cổ có thể có cái tên mình á. Cho nên là Sophie đã thử một cái. Đây là cái vòng cổ tên của Sophie. Nhìn dễ thương quá, nhỏ nhỏ. Bây giờ Sophie sẽ đeo luôn. Đây, Sophie đã sửa lại rồi. Đây là cái vòng cổ lúc mà đeo lên. Wow, mọi người thấy sao? Mọi người thấy sao? Sophie thấy nó rất là dễ thương tại vì nó nhỏ nhỏ. Với lại Sophie rất là thích mấy cái mà giống như là có tên của Sophie. Đây là ha. Còn một cái tiếp theo là một cái vòng tay. Cái vòng này thì cũng có đặc biệt là mình có thể khắc bất cứ cái chữ gì lên. Lúc đầu thì Sophie định là sẽ khắc tên của Sophie, nhưng mà sau đó Sophie quyết định là sẽ khắc một cái câu quote mà Sophie rất là thích, cũng là màu bạc luôn. Sophie chọn là màu bạc. Và cái câu quote mà Sophie đã khắc lên cái vòng này là keep me where the light is, có nghĩa là hãy giữ tôi ở những nơi có ánh sáng, giống như là kiểu như là ẩn dụ, hãy giữ cho tôi ở những cái nơi tích cực và xung quanh những cái thứ mà tích cực. Và Sophie rất là thích cái câu nói này, và Sophie còn đang có ý nghĩ là muốn tattoo lên người, nhưng mà Sophie chưa quyết định được. Anyways, bây giờ Sophie sẽ đeo thử. Cái vòng này thì Sophie đã chọn cái size nhỏ nhất rồi, nhưng mà nhìn nó có vẻ vẫn còn bự so với Sophie. Bên đây là cái vòng Daniel Wellington mà hôm bữa Sophie được tặng, thì nó vừa với cái cổ tay của Sophie, tại vì cái vòng này là làm cho những người có cổ tay nhỏ. Còn đây là cái vòng kiểu như là bình thường. Nếu mà mọi người quan tâm tới những cái món này thì Sophie sẽ để link ở dưới description box cho mọi người nhé. Tiếp theo Sophie sẽ unbox cái hộp này. Đây là cái hộp đến từ Korea Post, cho nên Sophie nghĩ nó là đồ make up, tại vì thường thường mấy cái package gửi cho Sophie. Wow. Đây thì có, ấy dạ, hình như Sophie không có mua cái này mà ta. Sophie không nhớ nữa. Cái son này là của hiệu Make Up Face, như thế này. Cái packaging là màu rose gold, ở trong thì nhìn nó như thế này. Wow, siêu rose gold luôn á. Cái này nhìn đúng đẹp luôn. Son này hình như là có tên là C Cup, tại vì Sophie nhớ là Sophie có coi một cái video review của Edward, thì cái son này nó có tác dụng giống như là sẽ làm cho môi mình căng mọng hơn, giống như là mình mặc
push up bra, mọi người hiểu không, như là si cup á, thì nó làm sao cái môi mình mỏng hơn. Thật ra thì cái môi của Suvi rất là mỏng, lúc nào Suvi cũng muốn đi tiêm filler cho nó bự lên đó. Lúc mà Suvi coi video á thì có vẻ như cái son này nó sẽ làm môi mình mỏng hơn. Ừ, sao mở không được à, để mở cái sticker đó chứ. Đây là một cái màu dạng như là cam coral-ish. Màu này là rất là dễ thương, khá là dễ dùng á. Chắc là Suvi sẽ thử lên môi luôn để coi nó có bự lên thiệt không. Lên rất là mịn đó mọi người. Suvi thấy cái son này rất là mịn. Và Suvi biết tại sao nó kêu là C-Cup lipstick mà làm cho môi mình bự rồi. Tại vì lúc mà mình đánh lên á, Suvi có cảm giác giống như là hơi the the, như là hơi thôi. Cho nên Suvi nghĩ trong đây nó có cái nguyên liệu giống như những cái mà lip plumper. Suvi thấy màu này cũng ok, thích hợp với mùa hè. Hộp tiếp theo mà Suvi mở đến từ Charlie K. Đây là một cái công ty skincare Hàn Quốc mà hôm bữa họ có tặng đồ cho Suvi, Suvi xài rất là thích. Và Suvi cũng đã có review một cái video review riêng cái cushion của Charlie K. Và Suvi rất là thích cushion đó. Hồi Christmas thì họ có nhắn tin và cũng như là muốn gửi quà, giống như là quà Giáng sinh cho Suvi vậy. Đại khái là Suvi cũng biết ở trong đây có cái gì rồi. Khi mở ra thì nó là như thế này. Tôi đã có một cái hộp nhỏ để ở trong là wow, một cái gương siêu mini luôn, một cái gương siêu mini luôn mọi người. Vậy như nó không có bự, đủ bự để make up nguyên cái mặt, nhưng mà mình có thể dùng để kẻ mắt. Sau đó là có cái mặt nạ và đây là thiệp, thiệp chúc mừng Giáng sinh, Merry Christmas. Và cái món họ gửi cho Suvi là cái mặt nạ của Charlie K có tên là GPS Mask. Đây là 3 bước, trong đây thì có sửa rửa mặt, cái bước thứ hai là sẽ đắp mặt nạ và cái bước thứ ba là có cái kem dưỡng. Nhìn rất là dễ thương mọi người. GPS mask nên nó có cái giống như trên cái bản đồ vậy. Thank you Cherry K. Suvi sẽ sớm xài cái mask này và review cho mọi người ở trên Instagram nha. Tiếp theo là Suvi sẽ mở cái hộp màu đen này. Đây là cái hộp đến từ Nhật Bản, nó có tên là No Make No Life. Suvi cũng thấy khá là nhiều video về cái hộp này ở trên YouTube rồi. Nó là dạng giống như là subscription box mà bao gồm những cái đồ make up Nhật Bản. Thì mỗi tháng mọi người sẽ trả một cái số tiền nhất định và họ sẽ bỏ vô đây những cái món đồ make up và hay là skincare, nói chung là làm đẹp mà đang rất là hot bên Nhật và gửi đến cho mình. Và giống như là mỗi tháng mọi người nhận được nó sẽ giống như là một cái surprise, những cái bất ngờ, tại vì mình không có biết trước được là cái hộp trong này có cái gì. Suvi đúng thích mấy cái subscription box như vậy luôn. Nếu mà coi mấy cái youtuber khác mở ra thì Suvi cũng định mua rồi, đúng lúc là họ nói là gửi tới cho Suvi. Bây giờ thì Suvi sẽ mở ra cho mọi người coi trong này có cái gì. Mở ra xem đây. Sau đó là có một cuốn hướng dẫn, tôi nghĩ là hướng dẫn. Ở trong đây là những cái đồ mà cái hộp này thì là phiên bản tháng 11 năm 2017. Ở trong đây thì họ giải thích là những cái món này là cái gì và sử dụng như thế nào. Đầu tiên là Suvi thấy một cái bịch như thế này, có vẻ như là đồ để đi tắm, tại vì có cái cô gái đang tắm. Để coi nó là cái gì vậy. Đây là cái ginger bath salt. Cái này nếu mọi người ở nhà có bồn tắm á thì có thả cái muối này vô. Và ở trong đây có gừng với lại ớt, thì hai cái này sẽ làm ấm cơ thể lên. Wow, cho nên tôi nghĩ là mấy bạn ở đang khí hậu mùa lạnh á thì sẽ có thể sử dụng cái này được. Cái thứ hai là tôi thấy có cái nơ, cái này chắc là phụ kiện thời trang gì đó. Sau đó là có cái này nhìn có vẻ như là mặt nạ mắt. Mọi người có thể dùng ở dưới mắt hoặc là cái smile line, cái hai cái khóe miệng á. Theo là Suvi có một cái đồ make up, cái này là đồ make up, cái này là có vẻ như là họ ghi đây là Kakima 2-in-1 mascara liner. Hình như cái này vừa là cái món này nhìn có vẻ như là kẻ mắt, nhưng mà nó sẽ làm cho mắt mình to hơn. Suvi cảm thấy vậy, tại trên cái hình nó có vẻ là như vậy. Wow, cái này đúng mới luôn á, Suvi chưa bao giờ thấy cái gì giống như cái này. Tiếp theo, đồ như thế này, nhìn cũng rất là lạ, đúng không? Cái hộp này lạ lắm luôn á, Suvi chưa bao giờ thấy cái này hết á. Cái này nó ghi là Oil Blotting Roller. Cái này giống như giấy thấm dầu nhưng mà là mình lăn trên mặt. Wow, lúc đầu Suvi tưởng cái này là đồ đánh foundation nhưng không phải. Cái ở trên này nó giống như là powder vậy mọi người. Cái cục lăn này giống như powder, cho nên là chắc nó sẽ kiềm dầu cho mình. Và nó có màu nữa, mọi người có thấy không?
cái chỗ này Sophie mới lăn nó có cái phấn, có cái màu. Cái này Sophie sẽ xài được liền tại vì đang mùa hè. Cái hộp này để đóng lại ha ta. Cái này, một cái này làm sao? Cái đồ cuối cùng và bự nhất, cái này là Honey Sunflower Cleansing Lotion. Sản phẩm có thể dùng được hai chức năng. Cái này dạng như là toner và nó sẽ lấy đi được những cái da chết, trong khi đó nó vẫn làm cho da mình kiểu ẩm bệnh đó. Nhìn cũng hay á. Sophie rất thích cái lotion của Nhật tại vì nó rất là tốt. Cái này có honey nữa. Chắc là sẽ đốt. Đó là những cái đồ mà Sophie đã nhận được trong cái hộp Nomad No Life này. Sophie thấy nó rất là hay tại vì trong đây toàn là những món Sophie chưa thấy ở ngoài tiệm bao giờ hết. Và thật ra thì Nomad No Life cũng rất là generous, rất là hào phóng. Tại vì họ có gửi cho Sophie là làm một cái giveaway mà Sophie có thể chọn ra 5 bạn để nhận được một chiếc hộp bất ngờ như thế này. Cho nên là nếu mà mọi người muốn biết cách tham dự cái giveaway thì nhớ coi tới cuối video này nhé. Theo thì Sophie sẽ mở cái hộp này. Đây là cái hộp không biết nữa. Thôi để mở ra trước. Cái hộp này mở ở đâu vậy ta? Thôi Sophie sẽ mở từ dưới. Wow, rất là dễ dàng luôn á. Tên tên. Đầu tiên là có wow. Sau đó là nó có giấy receipt. Wow. Receipt Sophie mua có một món mà cái receipt đúng bự luôn mọi người. Và cái sản phẩm mà Sophie mua đó chính là một cái bản palette của Zoeva. Để Sophie mở ra cho mọi người xem. Nếu mà mọi người thích makeup mà chưa biết Zoeva thì đúng giống như là một thiếu sót lớn luôn á. Cái hãng này nó rất là affordable, nó rất là giá cả vừa phải mà nó có cọ với lại những cái phấn mắt nè, rồi má hồng, rồi nói chung là những cái đồ của họ chất lượng rất là tốt mà giá rất là phải chăng. Sophie đúng thích cái hãng này từ rất là lâu rồi. Và mỗi lần ai mà hỏi Sophie là cần một cái bảng phấn mắt chất lượng tốt mà giá cả vừa phải thì Sophie đều recommend tất cả những cái phấn mắt của Sophie. Và tại vì nó rất là tốt. Lần này thì Sophie có mua cái bảng Zoe và Aristo. Đây là một cái bảng má hồng. Mọi người coi nè, trời ơi, cái má hồng á. Cái bảng này thì cái tông màu giống như là màu cam, màu đỏ. Nếu mọi người coi Sophie thì chắc chắn biết là Sophie rất là thích mấy cái son màu cam, cho nên Sophie hay đánh má hồng màu cam. Nhìn đẹp quá, chữ dưới nhìn đẹp quá. Wow, Sophie có giống như muốn nhìn cái bảng này hoài luôn á, tại nó đẹp quá. Trời, cái màu Sophie excited nhất là màu này. Mọi người coi này, màu siêu dễ thương luôn. Và nó có cái ánh nhũ sheen hơi nhẹ. Đẹp quá, đẹp quá. Mọi người có thấy không? Cái màu này màu cam đậm hơn. Ồ, Sophie pigmented luôn. Ủa, Sophie muốn thổi cái màu này lên mặt ghê á. Nhưng mà tại Sophie không có cây cọ nào trong đây hết trơn. Đẹp quá mọi người. Nếu mà bạn nào thích cái makeup mà màu cam cam giống như Sophie hay up cho Instagram thì nhất định phải mua cái bản palette này. Tại vì nó quá là đẹp đi. Ok. Trời, bây giờ xung quanh Sophie toàn là rác luôn rồi. Tiếp theo, Sophie sẽ mở cái hộp này. Coi hộp này là của cái gì vậy? Dạ. Này, một tên tên. Oh, cái hộp này là của Sananda. Này, tôi đã thấy rồi. Đây là son. Tên tên. Đây là hai món mà Sophie mua ở Sananda. Hôm bữa Sananda có free shipping cho nên là Sophie đã order hai cái. Thường thường nếu mà Sophie muốn mua đồ gì á thì Sophie hay đợi Sananda free ship international Sophie mới mua, tại vì lúc đó nó rẻ hơn với lại ship nó nhanh nữa. Thì đầu tiên là Sophie mua một cây Velvet Lip Tint màu taupe. Cái này thì hôm bữa Sophie đã có mua một cây màu cam cam tên là Going Right. Thì Sophie thấy cái chất son rất là thích luôn mọi người. Cho nên là lần này lúc mà free ship Sophie có mua thêm một màu nữa. Nhìn có vẻ đẹp đẹp. Bây giờ Sophie sẽ thử luôn. Trời ơi, lần đầu tiên luôn đó nha. Màu của nó là như thế này. Màu này thì Sophie thấy như là màu đỏ đất mà đậm. Cho nên là Sophie nghĩ là mùa đông đánh vô sẽ rất là đẹp. Cái son thứ hai mà Sophie mua đó là cái son mà Mood on Mood, cái dòng son Mood Recipe mới của Recipe á. Sophie mua màu 220 Hit Me Up. Hồi đó lúc mà cái Mood Recipe lần đầu tiên ra là Sophie đã có mua rồi, nhưng mà Sophie không có thích chất son của Recipe tại vì đối với Sophie nó rất là khô. Nhưng mà lần này á, khi mà Sophie coi review thì mọi người có review là cái son này nó đã đổi công thức và nó không có bị khô như hồi trước nữa, cho nên là Sophie quyết định thử lại một lần nữa. Đây cũng là một màu cam
như là kem đất đất mà Sophie rất là thích. Đây là swatch của màu đó. Sophie cảm thấy là nó có creamy hơn thật, nhưng mà hình như cái son ra nó hơi dày. Bây giờ Sophie sẽ bôi cái môi này và thử cái này lên lại cho mọi người xem. Sophie rất là thích cái màu này, kiểu như nó cam nhưng mà nó không có bị cam quá nhiều vàng, nhìn rất là sáng mặt. Và cái chất son thì công nhận là nó có cái độ mịn hơn rất là nhiều và nó không có bị khô như là cái son cũ nữa. Tiếp theo là Sophie sẽ mở cái bịch này. Sophie biết cái này là gì rồi, cái này không phải cho Sophie. Để Sophie mở cho mọi người xem. Đây là mặt thứ nhất và đây là mặt thứ hai. Chắc là mọi người đang tự hỏi là đây là cái gì, thì đây là một cái giống như là cái khăn mền á, fleece blanket, và ở trên đây thì có in hình của Center quốc dân Kang Daniel. Cái này thì Sophie order ở trang web Snapmate. Thì hồi đó Sophie đã giới thiệu với mọi người lúc mà Sophie có mua một cái ly với lại một cái bao gối á, thì trên trang web đó mọi người có thể in bất cứ cái hình gì trên bất cứ cái đồ gì mà mọi người muốn. Cái mền này thì không phải là cho Sophie mà là cho bạn của Sophie, tại vì mới vừa rồi là sinh nhật của chị đó mà chị đó rất là thích Kang Daniel. Công nhận luôn á, nhìn đẹp thiệt. Cái món này là so random luôn á. Tiếp theo Sophie sẽ mở cái bịch này. Đây là đồ Sophie mua hồi Boxing Day. Đồ này thì Sophie mua là áo út. Đây là đồ của Uniqlo mà Sophie mua 4 cái, nhưng mà 4 cái này là cùng một kiểu khoác. Tại vì lúc mà mua online Sophie không có thử được, cho nên Sophie không biết Sophie mặc size gì. Cái xong thôi Sophie order đại mấy cái size mà Sophie nghĩ là Sophie sẽ mặc được á. Ví dụ như mình mặc vừa cái nào thì giữ, còn cái này không vừa thì mình có thể đem trả lại, cho nên cũng ok. Cái món mà Sophie mua là áo khoác. Và cái áo khoác này là thuộc cái dòng mà Airism. Nó làm bằng cái chất liệu rất rất là thoáng mát. Cái này mọi người có thể mặc cả mùa hè luôn vẫn thấy mát. Tại vì Sophie bị dị ứng với lại ánh nắng mặt trời, đặc biệt là vào mùa hè. Ví dụ như nếu mà Sophie đi ra đường mà tiếp xúc với ánh nắng quá lâu á, thì Sophie sẽ bị nổi ngứa. Cho nên là mùa hè năm nào Sophie cũng phải mặc áo tay dài, hoặc là nói chung là phải che cái người mình lúc mà mình đi ra ngoài á. Tôi thấy cái chất liệu này trời ơi, đụng như rất thoải mái luôn mọi người. Cái này là màu đen, cái này là màu xanh navy. Cái áo khoác này nhìn cũng bình thường thôi, chủ yếu tôi muốn mặc để che nắng nhưng mà không có bị đổ mồ hôi á. Cái này chắc là vừa rồi. Tiếp theo là tôi sẽ mở cái thùng siêu bự này, trời nặng quá. Maybe chắc cái video này sẽ rất là dài luôn á. Đây là quần áo. Trên đầu tiên là một cái áo khoác da. Đây là Sophie mua ở Runway. Đây là cái áo khoác da và ở trên nó có cổ lông như thế này. Sophie thấy cái áo khoác này khá là đẹp cho nên Sophie đã chọn. Sophie thích cái cổ áo tại nó viền lông. Theo là ở trong đây là mọi người thấy cái đôi slipper này có quen không? Nó nhìn rất là giống cái đôi của Gucci, nhưng mà cái này Sophie mua ở trên Runway hay Shein gì đó Sophie cũng không nhớ nữa. Rồi vô thì chất lượng cũng khá là ok mọi người. Sophie thấy rất là nhiều người mang đôi này mà Sophie cũng muốn thử, nhưng mà dạng như Sophie có cảm giác là nó sẽ không hợp với Sophie á, cho nên là không thể nào có chuyện mà mình bỏ ra mấy trăm đô để mình mua một cái đôi như thế này được. Thà mà mua một cái đôi sneaker thì Sophie biết là mình còn có thể mang được, nhưng mà cái đôi này thì Sophie không có chắc lắm. Đây mọi người thấy sao? Sophie không nghĩ là Sophie có thể mặc cái kiểu này ra đường được, tại nó không có phải style của Sophie lắm, nhưng mà mang vô cũng ê lắm mọi người. Mày bị tôi mang đi vòng vòng trong nhà. Tiếp theo, bút cao như thế này. Mà nó không có nặng như Sophie nghĩ. Tại lúc đầu Sophie thấy cái đế nó dài, Sophie nghĩ sẽ rất là nặng. Rất là hay ho. Sophie mang thử vô cho mọi người xem. Wow, mang cái này chắc Sophie cao lên được cỡ 2-3cm gì luôn á. Nhìn rất là đẹp đúng không?
cái tướng này hoặc là kỳ quá đi. Theo là có hai bộ đồ, cái này là hình như là của mẹ Sophie vậy. Đầu tiên là một cái áo đầm và có đính ngọc trai ở trên và có cái dây buộc ngay eo, kẻ sọc caro. Cái bộ thứ hai là gồm có cái áo và cái quần. Cái này thì lúc mà mua mẹ Sophie với Sophie phân vân giữa size S với size M, tại vì kiểu như khó canh lắm luôn á. Theo đây là chùm cuối. Wow, đồ Sophie mua ở ASOS. Thực ra thì những cái món trong đây thì Sophie cũng lựa đại và thử, cái nào mà đẹp thì mình mới giữ lại, còn không thì mình có thể trả lại, tại vì cái ASOS nó có free return á, cho nên là kiểu Sophie cứ cái nào Sophie hết Sophie cứ bỏ vô giỏ kiểu như thà mình thử xong mình trả lại còn hơn là mình không thử xong mình cứ nhớ tới cái đó hoài. Đầu tiên đây là cái áo khoác của hiệu Bershka. Không hiểu nha, Suvi rất là thích áo khoác luôn á, Suvi mua quá trời áo khoác luôn. Kiểu mọi người thấy không, nguyên cái đằng sau này là áo khoác á mà Suvi vẫn mua nữa, Suvi không hiểu tại sao luôn á. Đây là một cái áo cardigan. Mặc vô cái vải nó rất là mềm. Tiếp theo là một cái túi xách, cái túi này cũng là của Bershka luôn và nó là màu đỏ. Cái này thì Suvi định mua tặng cho bạn của Suvi, nhưng mà bây giờ Suvi thấy có vẻ thích nó rồi, cho nên là không biết là Suvi sẽ giữ lại hay tặng cho bạn. Để coi cái áo này là nóng quá, chắc bị điên rồi tự nhiên. Đây là một cái quần, nhưng mà nhìn nó có vẻ nhỏ nhỉ. Tiếp theo là một cái jumpsuit màu đỏ. Suvi không thích cái vải thun này lắm, tại vì mặt dạ nó rất là mau, bị sùi lông á. Suvi nghĩ là maybe là Suvi sẽ trả cái này lại quá. Theo thân hình bông hoa, nó là có hai lớp, ở lớp ở dưới là màu nude, sau đó lớp ở trên thì là màu đen vải ren có cái bông hoa. Cái cổ thì trẻ hơi bị sâu á. Theo là một cái áo đầm nữa. Wow, áo đầm xí bánh bèo. Cái này nhìn có vẻ đẹp nè mọi người, cái chất liệu này mặc cũng rất là thoải mái nữa. Ủa, Suvi có mua cái này hả ta? Đây là một cái áo crop top. Suvi không nhớ là Suvi có mua cái này. Và đây là món cuối cùng. Cái video thì gần xong rồi mọi người. Ủa, đây là một cái áo đầm khác. Đây là của Pretty Little Things. Suvi nghi ngờ cái nào này Suvi mặc không được quá. Có thể là sẽ bị trả lại. Đó là tất cả những cái món đồ mà Suvi có ngày hôm nay và Suvi đã unbox hết cho mọi người coi. À, bây giờ thì xung quanh Suvi toàn là rác, rồi quần áo, rồi tùm lum, nói chung là giống như là một đống hỗn lộn. Nhưng mà Suvi hy vọng là mọi người đã thích video này. Và bây giờ thì chắc là mọi người đang tò mò muốn biết thể lệ để tham gia giveaway chiếc hộp Nomad No Life này. Thì cái cách tham gia rất là đơn giản, đó là mọi người phải subscribe channel YouTube của Suvi, bởi vì đây là giveaway cho subscriber của Suvi. Bước thứ hai là mọi người hãy follow Suvi trên Instagram, tại vì Suvi sẽ thông báo 5 người thắng cuộc ở trên Insta Story. Và bước thứ ba là hãy quay lại comments cái tài khoản Instagram của mọi người để cho Suvi biết là mọi người đã follow Sophie trên Instagram. Và trong vòng một tuần thì Sophie sẽ chọn ra 5 bạn ngẫu nhiên sẽ nhận được cái chiếc hộp Nomad No Life này. Và sau đó thì Sophie sẽ liên lạc với mọi người để lấy địa chỉ email, rồi công ty Nomad No Life này sẽ trực tiếp gửi phần quà đến cho mọi người. Cho nên là nếu mà bạn nào muốn tham gia giveaway cho vui, hoặc là muốn có được chiếc hộp này biết đâu may mắn, thì hãy tham gia giveaway này nhé. Đó là những gì Suvi muốn chia sẻ trong video ngày hôm nay. Nếu mà mọi người thích video này thì đừng quên cho video thumbs up. Nếu mà mọi người muốn Suvi làm thêm nhiều video unboxing nữa thì hãy comment trong phần comment ở bên dưới cho Suvi biết. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video này. Chúc mọi người có một ngày thật là vui vẻ, và until next time.